bạn đang muốn bán hàng qua livestream Facebook, tăng lượng người xem, chia sẻ tự động vào nhóm hay phát like nhiều nick. Tất cả có trong Shibo Livestream. Truy cập ngay livestream.vn để được trải nghiệm miễn phí. Nữ tỷ phú đô la Mỹ Nguyễn Thị Phương Thảo và những bài học kinh nghiệm đắt giá để tạo nên sự thành công. Nếu như ông Phạm Nhật Vượng là người đàn ông giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đồng thời là chủ sở hữu của tập đoàn Vingroup lớn mạnh, thì người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là ai? Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air, phó chủ tịch hội đồng quản trị thường trực HD Bank, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sovico, chính là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt với tổng giá trị tài sản tính đến đầu năm 2019 là 20.421 tỷ đồng. Sau đây là những bài học kinh nghiệm kinh doanh đắt giá từ nữ CEO giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam này. Bài học kinh nghiệm thứ nhất, kinh doanh bằng sự thật. Sinh trưởng trong một gia đình tại Hà Nội, năm 17 tuổi, bà Thảo đi du học đại học ngành kinh tế tài chính và sớm nổi tiếng trong cộng đồng với bảng thành tích học tập xuất sắc cùng tài kinh doanh thiên bẩm. Từ khi còn là sinh viên năm thứ hai, bà đã bước vào thương trường. Khi ấy, thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm nên bà kinh doanh đủ thứ. Từ hàng điện tử, máy tính, máy fax đến băng đĩa, đồng hồ, hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như phân bón, sắt thép, thiết bị. Vốn liếng của CEO Vietjet Air bấy giờ chủ yếu là chữ tín và sự lao động chăm chỉ của bản thân. Bà Thảo chia sẻ rằng, khi thấy mình chăm chỉ và có trách nhiệm thì các đối tác phân phối lớn sẽ chọn là đại lý để phân phối hàng cho họ nên mình cũng không cần phải có nhiều vốn. Do mình làm việc rất hiệu quả và trung thực. Ví dụ, thị trường giá cả hay biến động thì mình làm việc trung thực theo cách ngày nào giá bao nhiêu và doanh thu ngày hôm đấy tương ứng với giá hôm đấy, mình đều thông báo cho người ta rất cẩn thận nên người ta có niềm tin và thấy được làm việc với mình là hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận đảm bảo tốt. Nhờ khởi nghiệp thành công và có niềm tin, chỉ sau 3 năm khi mới 21 tuổi, bà đã có 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên nhờ kinh doanh các loại hàng điện tử, máy văn phòng, máy fax và cao su tự nhiên. Với số vốn này, bà Thảo chuyển sang kinh doanh những mặt hàng công nghiệp như sắt thép, máy móc, phân bón và một số hàng hóa khác. Bài học kinh nghiệm thứ hai, thấy cơ hội là hành động ngay. Furama Resort Đà Nẵng là dự án nghỉ dưỡng được cấp phép từ năm 1994 cho công ty liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An, một liên doanh giữa tập đoàn Lifestyle Development đến từ Hồng Kông và công ty du lịch Đà Nẵng. Đại diện cho phía nước ngoài là công ty con của Lifestyle Development chiếm tới 75% cổ phần trong liên doanh. Furama Resort Đà Nẵng khai trương vào năm 1997 với 198 phòng và trở thành khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên, chính thức đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng biển sang trọng trên thế giới. Tuy nhiên, do kinh doanh tại Hồng Kông thua lỗ lên tới hàng trăm triệu đô la, nên Lifestyle Development buộc phải bán Furama Resort Đà Nẵng để tránh nguy cơ phá sản. Nếu bây giờ giao bán Furama Resort Đà Nẵng thì nhà đầu tư sẽ tranh nhau mua, nhưng ở thời điểm trước năm 2005, tìm đối tác đủ tiềm lực tài chính và đủ dũng cảm để mua một dự án lớn như vậy là không dễ. Lúc đó, Đà Nẵng cũng mới xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế, lượng du khách nước ngoài chưa nhiều. Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư nước ngoài bị bầm dập bởi hậu quả dai dẳng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nên cũng không còn đủ lực để mua. Vì thế, suốt mấy năm liền rao bán nhưng khả năng tìm được đối tác mua lại cổ phần của Lifestyle Development hầu như vô vọng. Đúng lúc đó, sau khi kinh doanh thành công tại Nga, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã quyết định quay về Việt Nam đầu tư. Nhận thấy Furama Resort Đà Nẵng là cơ hội hiếm có để nhanh chóng khai thác thị trường du lịch nghỉ dưỡng đầy tiềm năng, bà Thảo đã nhanh chóng tiếp cận đàm phán mua lại cổ phần của Lifestyle Development. Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay đang bùng nổ khắp nơi và trở thành ngành kinh doanh đầy tiềm năng. Và chính thương vụ thâu tóm Furama Resort Đà Nẵng đã cho thấy bản lĩnh cũng như tầm nhìn xa của nữ doanh nhân có thể trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Bài học kinh nghiệm thứ ba, luôn khát khao vươn cao. Vào thời điểm năm 2010, Emirates, một hãng hàng không của đất nước nhỏ bé Dubai, gần như đã chiếm lĩnh bầu trời thế giới. Nữ doanh nhân được mệnh danh là người đàn bà thép trong ngành hàng không Việt Nam từng tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi muốn nâng tầm hãng hàng không Vietjet Air lên vị thế mới, trở thành một hãng hàng không như Emirates ở quy mô châu Á, tiến tới chinh phục thị trường toàn cầu." Có thể nói việc Vietjet Air vươn lên trở thành hãng hàng không lớn thứ hai Việt Nam chính là kết quả từ tài lãnh đạo của nữ thuyền trưởng này. Kể từ khi cất cánh vào năm 2011 đến năm 2016, sự thay đổi lớn nhất mà bà Thảo đã tạo ra được trên thị trường là hiện thực hóa được giấc mơ mọi người đều có thể tiếp cận với dịch vụ hàng không hiện đại. Theo thống kê, có tới 30% khách hàng của Vietjet Air trong số 30 triệu khách hàng đã chọn bay cùng hãng hàng không này từ năm 2011 là những người lần đầu được đi máy bay. Vietjet Air hiện có một đội tàu bay hơn 40 chiếc Airbus A320 và A321, vận hành trên 53 đường bay, trong đó có 36 đường bay trong nước và 17 đường bay quốc tế theo công bố của hãng. Trung bình cứ hơn một tháng thì hãng này mở ra một đường bay mới và mỗi ngày hãng vận hành trên 300 chuyến bay.
Vietjet Air đang áp đảo thị trường nội địa và không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không, hãng còn tạo ra nhu cầu di chuyển bằng việc mở ra các đường bay giữa các thành phố nhỏ như Đà Nẵng và Cần Thơ hay giữa Hải Phòng và Đà Lạt, tạo ra hành khách chứ không lấy hành khách của hãng khác. Được biết rằng, Vietjet Air đang có các chỉ số vượt các hãng hàng không khác như chỉ số về hiệu quả khai thác, nhân sự. Bên cạnh đó, hãng này còn ký những hợp đồng lịch sử hàng chục tỷ đô la Mỹ như cho thuê mua 100 tàu bay của Boeing trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam và hợp đồng mua hơn 100 tàu bay Airbus, trong đó có 20 tàu bay trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Việt Nam. Bài học kinh nghiệm thứ tư: chọn đúng thời điểm ra khơi. Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, chính thức công bố mở cửa bầu trời, bắt đầu cấp phép cho hãng hàng không tư nhân hoạt động. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo liền nộp đơn thành lập Vietjet Air ngay trong năm 2007, nhưng nhận thấy tình hình tài chính khó khăn, bà quyết định chưa bay vội. Đến năm 2008, khủng hoảng tài chính thế giới và sự leo thang giá xăng dầu đã khiến cho hai hãng hàng không là Indochina Airlines và Air Mekong chết yểu. Vietjet Air không vội ra khơi khi thời tiết xấu mà âm thầm chờ đợi qua khủng hoảng. Đến năm 2011, khi sóng gió đã qua, Vietjet Air mới khai trương chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội với hơn 120 khách. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietjet Air đã cất cánh với sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Vĩnh Trọng, đại diện các lãnh sự quán các nước hợp tác với Vietjet Air. Trên chuyến bay đầu tiên còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ hài, diễn viên Hiếu Hiền và Hoa hậu Mai Phương Thúy, thể hiện phương châm của hãng là đem lại trải nghiệm bay thú vị, an toàn, chất lượng cho khách hàng với một phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp và chu đáo. Và chỉ sau 5 năm đó, Vietjet Air đã khẳng định được thương hiệu của mình trên trường quốc tế, hoàn thành thương vụ IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Sài Gòn và trở thành công ty đại chúng. Bài học kinh nghiệm thứ 5: học từ người thành công. Sự thành công của Vietjet Air có được như hiện tại là cả quá trình cố gắng nghiên cứu, học hỏi không ngừng của CEO Nguyễn Thị Phương Thảo và những cộng sự của mình. Bà Thảo chia sẻ rằng, khi con trai đầu của tôi mới chỉ vài tháng tuổi, tôi bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực hàng không giá rẻ. Sau đó, tôi dành 10 năm để nghiên cứu về lĩnh vực hàng không, gặp gỡ CEO của các hãng hàng không giá rẻ khác nhau như Jetstar, AirAsia, Southwest Airlines. Ngành hàng không là một lĩnh vực tương đối mới mẻ với bà Thảo, một người giàu lên nhờ bất động sản. Sau khi miệt mài học hỏi từ các đàn anh, Vietjet Air mới đủ tự tin cất cánh và chiếm lĩnh bầu trời. Vậy, mấu chốt thành công của bà Thảo là xác định đúng thời điểm và học hỏi thành công từ những người đi trước. Bạn có cảm nhận gì khi nghe câu chuyện doanh nhân từ nữ tỷ phú đô la Mỹ Nguyễn Thị Phương Thảo? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến bình luận của bạn bằng cách comment ngay dưới video này. Đừng quên like, share video và subscribe kênh Độc Đáo TV để đón xem những video tiếp theo nhé. Tin tức được tổng hợp và biên tập bởi ban biên tập Độc Đáo TV. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.